giá Bitcoin hôm nay, ngày 12 tháng 2, giảm do căng thẳng Nga-Ukraine. Giá Bitcoin hôm nay và thị trường đồng loạt giảm giá, trong khi khối lượng giao dịch giảm 20,6% so với ngày hôm trước đạt 90,1 tỷ USD. Hầu hết các loại tiền điện tử đều giảm vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch phản ứng với các rủi ro địa chính trị đến từ Nga và Ukraine. Ghi nhận được vào lúc 8 giờ sáng nay ở 42,3 ngàn USD một bit, giảm 2,48% so với 24 giờ trước. Trên thị trường, có đến 95 trên 100 đồng tiền giảm giá so với phiên hôm qua. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Biden kêu gọi người Mỹ rời Ukraine ngay lập tức, cảnh báo một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Hiện tại, Mỹ đã loại trừ việc đưa quân vào Ukraine bất chấp các hoạt động quân sự của Nga. Bitcoin đã giảm tới 5% trong 24 giờ qua, so với mức giảm 4% của ETH và giảm 7% trong SO. Cổ phiếu cũng thấp hơn trong khi các kênh trú ẩn an toàn truyền thống như vàng và đô la Mỹ tăng. Thị trường cuối cùng đã ổn định sau đó trong ngày giao dịch tại New York. Các chỉ báo kỹ thuật chủ yếu là trung lập đối với Bitcoin, cho thấy mức hỗ trợ ở mức 35.000 đến 40 chấm ngàn U và mức kháng cự ở mức 46.000 USD. Một số nhà phân tích dự đoán Bitcoin sẽ tiếp tục chịu áp lực trong vài tháng nữa. Trong đợt giảm giá vào mùa xuân năm ngoái, phải mất khoảng 6 tháng để Bitcoin phục hồi. NIDIG, một công ty nắm giữ Bitcoin, đã viết trong một bản tin trong tuần này. Uber lên kế hoạch tích hợp thanh toán tiền kỹ thuật số. CEO Uber Dara Khosrowshahi cho biết ứng dụng chia sẻ hành trình này sẽ chấp nhận thanh toán tiền kỹ thuật số tại thời điểm nào đó. Tuy nhiên, ông cho biết đây không phải thời điểm để tích hợp. Khi được hỏi về lý do, ông nói một trong những lý do bình thường là ảnh hưởng môi trường. Mặc dù vậy, Khosrowshahi thừa nhận chi phí thấp trong giao dịch tiền kỹ thuật số do cơ chế giao dịch trở nên ít tốn kém hơn và thân thiện với môi trường hơn. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy chúng tôi nghiêng mình về tiền kỹ thuật số nhiều hơn một chút, ông Khosrowshahi trả lời phỏng vấn Bloomberg. Tính đến tháng 12 năm 2021, Uber chiếm 70% thị phần thị trường Mỹ, trong khi Lyft chiếm 30%. Giá trị thị trường của Uber hiện ở mức 68 tỷ USD. Ứng dụng DeFi có thể bị xóa sổ nếu thị trường tiếp tục sụt giảm trong một năm. CEO The Afrada Pedro Herrera đã nói rằng một thị trường gấu mở rộng, thị trường điện tử sụt giảm kéo dài có thể tác động mạnh mẽ đến sự tồn tại của các ứng dụng DeFi. Herrera tuyên bố với thị trường gấu tiếp tục kéo dài trong một năm, mùa đông DeFi sẽ kéo đến và có lẽ chỉ 20% ứng dụng toàn ngành tồn tại. Thị trường sẽ chứng kiến các giao thức không được sử dụng rộng rãi dần biến mất, chiếm 80% ứng dụng DeFi. Tất cả các loại tiền điện tử lớn bao gồm Bitcoin và Ethereum đều giảm mạnh. Các chuyên gia lo ngại rằng thị trường gấu đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều dự án DeFi thậm chí còn phải chịu số phận tồi tệ hơn. Các giao thức hàng đầu như Curve, AAVE và Marker đã có quá nhiều các đợt thanh lý lớn, khiến tổng TVL của DeFi giảm từ 237 tỷ USD còn khoảng 200 tỷ USD. DeFi còn phải đối mặt với các vụ hack thường xuyên, ước tính gần 1.3 tỷ USD đã bị mất vì các vụ hack DeFi vào năm 2021, làm giảm sâu uy tín của không gian. Tuy nhiên, DeFi đã có một bước phát triển lớn trong vài năm qua, nhiều người gọi nó là tương lai của tài chính. Thị trường tạm lắng trong khoảng thời gian chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều dự án, nhưng một số ít còn tồn tại có thể hoạt động tốt. Cộng đồng tiền điện tử vẫn dành rất nhiều sự quan tâm cho DeFi, ngay cả khi đang trải qua một thời gian khó khăn. The Sandbox ra mắt chương trình tăng tốc Metaverse trị giá 50 triệu USD. The Sandbox đã khởi chạy chương trình tăng tốc Sandbox Metaverse Accelerator trị giá 50 triệu USD nhằm khuyến khích sự phát triển của các dự án Metaverse trong và ngoài thế giới trò chơi. Chương trình sẽ đầu tư vào tối đa 100 công ty khởi nghiệp trong hệ sinh thái tiền tử rộng lớn hơn trong 3 năm tới để xây dựng một Metaverse mở có thể tương tác. Sáng kiến lần này, The Sandbox hợp tác với công ty mẹ Animoca Brands, nhà đầu tư trò chơi Metaverse và NFT hàng đầu, cũng như công ty tăng tốc mạo hiểm toàn cầu Green, có kế hoạch làm việc với từ 30 đến 40 công ty khởi nghiệp mỗi năm trong khoảng thời gian 3 năm. Chương trình sẽ được thêm vào liên minh Launchpad Luna hiện có mà Animoca Brands và Rint đã thành lập vào năm 2021, sẽ thực hiện đầu tư 4 cổ phần vào mỗi công ty khởi nghiệp có giá trị từ $150,000 đến $250,000, cộng với giá trị lên tới $150,000 token SENS của trò chơi. Mục tiêu to lớn hơn là nhắm đến hệ sinh thái tiền tử rộng lớn hơn, hướng đến những nhà xây dựng muốn phát triển các nền tảng có thể tương tác hoạt động cùng nhau trong một Metaverse mở. Sẽ có thêm chương trình trực tuyến kéo dài 3 tháng, bao gồm cố vấn đầu tư, giúp các dự án khám phá sự sẵn sàng của thị trường và kết nối với các đối tác, nhà đầu tư và những người. Vladimir Putin,
có hai điều mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho Nga trong khai thác tiền điện tử. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mang đến cho những người đam mê tiền điện tử một tia hy vọng về tương lai của các tài sản kỹ thuật số trong nước, vốn đang bị đe dọa từ một nỗ lực cấm khai thác và tiền điện tử gần đây từ ngân hàng trung ương Nga. Putin đã mở cuộc họp video vào ngày 26 tháng 1 với các thành viên của chính phủ Nga bằng cách nói rằng ông muốn bắt đầu một vấn đề hiện đang được chú ý là quy định về tiền điện tử. Có hai điều giúp Nga có lợi thế cạnh tranh lớn trong khai thác tiền điện tử là lượng điện dư thừa và nhân lực được đào tạo bài bản sẵn có trong nước. Putin cũng kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nga hợp với chính phủ trong tương lai gần để họ có thể đi đến thống nhất về việc sử dụng tiền điện tử. Putin cũng đảm bảo rằng Ngân hàng Trung ương sẽ không cản trở tiến bộ kỹ thuật của đất nước và đang thực hiện những nỗ lực cần thiết để giới thiệu các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực. Founder Skyric Capital, hãy uống thuốc giảm đau, mua và hold lâu dài Bitcoin. Người sáng lập Skyric Capital và cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci có một số lời khuyên dành cho những người nắm giữ Bitcoin trong lúc thị trường ảm đạm rằng: hãy uống một viên thuốc giảm đau, mua và hold lâu dài Bitcoin. Các loại tiền điện tử khác như Algorand và Ethereum, tôi nghĩ rằng bạn sẽ có được lợi nhuận rất tốt trong dài hạn với các khoản đầu tư đó. Scaramucci nói thêm, chúng ta đang vượt lên chính mình. Nếu đó là năm 2025 và có 1 tỷ ví Bitcoin, hãy gọi BTC là một loại tiền tệ. Đối với tôi, đây là một công nghệ mới nổi và cuối cùng sẽ phát triển thành một kho lưu trữ giá trị khi ngày càng có nhiều người tham gia vào mạng lưới. Chia sẻ của Scaramucci được đưa ra trong bối cảnh thị trường tiền tử sụt giảm khủng khiếp. Trong tuần trước, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là $33,000, nhưng hiện tại đã phục hồi giao dịch quanh mức gần $37,000. Các loại tiền điện tử khác cũng có sự phục hồi nhẹ. Founder Skyric từ lâu đã là một fan hâm mộ lớn của Bitcoin. Vào tháng 3 năm ngoái, Scaramucci tiết lộ rằng tôi đặc biệt tập trung vào Bitcoin. Nó đã được 12 năm tuổi và đã bị rất nhiều đối thủ cạnh tranh cố gắng loại bỏ, nhưng nó vẫn ở vị trí. Dự án tiền điện tử Diem của Facebook có nguy cơ sụp đổ. Theo Bloomberg, dự án stablecoin Diem do Meta dẫn đầu, trước đây gọi là Facebook, dường như đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhóm phát triển Diem, trước đây có tên là Libra, đang đàm phán để bán bớt tài sản và trả lại vốn cho các công ty công nghệ và nhà đầu tư lớn nhất thế giới, bao gồm Uber, AXS-NZ, Temasek, Spotify, Coinbase và Rebit Capital. Theo báo cáo, nhóm phát triển đã tổ chức một cuộc thảo luận với các chủ ngân hàng đầu tư về cách tốt nhất để nâng cao tài sản trí tuệ của mình và cố gắng tìm việc mới cho các kỹ sư trong tình trạng không có gì đảm bảo Diem sẽ tìm được người mua. Kể từ khi bùng nổ vào năm 2019, Diem đã phải đối mặt với sự phản đối nghiêm khắc từ các cơ quan quản lý ngay từ đầu vì lo ngại rằng nếu có sự kết hợp giữa các nhà phát hành stablecoin với một tập đoàn lớn có thể dẫn đến sự tập trung quá mức về quyền lực kinh tế, Diem kể từ đó phải kiềm chế tham vọng của mình. Vào tháng 8 năm ngoái, ví tiền điện tử Novi của Meta có kế hoạch làm việc với một nhà phát hành stablecoin khác ngoài Diem và đã lên kế hoạch với ngân hàng Silvergate. Thân thiện với tiền điện tử cũng đã thu hút sự phản đối của các cơ quan quản lý. Vào tháng 11, người dẫn đầu về tiền điện tử của Meta và co-founder Diem, David Marcus, cũng đã từ chức khỏi công ty. Đó là chặng đường gập ghềnh của Meta và Diem đối với những sáng kiến liên quan đến tiền điện tử. Có vẻ như giờ đây nó đã sắp kết thúc với Diem khi đang được Tesla không bán bất kỳ Bitcoin nào trong quý 4 năm 2021. Hiện trị giá 1,26 tỷ USD. Theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty sản xuất ô tô điện Tesla của Elon Musk, đã không bán bất kỳ Bitcoin BTC nào trong quý 4 năm 2021. Tesla hiện đang nắm giữ số Bitcoin trị giá 1,26 tỷ USD và vẫn chưa tiếp tục chấp nhận thanh toán bởi Bitcoin, nhưng hiện đã chấp nhận trót kho cho một số hàng hóa. Cụ thể, bản cân đối kế toán chưa được kiểm toán của công ty cho thấy giá trị ròng của Bitcoin là 1,26 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm ngoái và số tiền này không đổi so với quý 3. Báo cáo cũng cho thấy không có giao dịch mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số nào trong quý 3 gần đây. Giao dịch mua tiền điện tử duy nhất mà Tesla thực hiện là Bitcoin trong quý đầu tiên, với số tiền 1,5 tỷ USD, lần bán duy nhất cũng được thực hiện trong quý đầu tiên. Mặc dù Tesla chưa bao giờ chia sẻ số lượng Bitcoin sở hữu, nhưng Musk trước đây đã ngầm tiết lộ con số lên đến gần 42.000 BTC. Tesla bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vào tháng 3 năm 2021, sau đó đã tạm ngừng vào tháng 5 do các vấn đề về môi trường. Musk sau đó nói rằng Tesla sẽ tiếp tục chấp nhận Bitcoin nếu các thợ đào có thể xác nhận việc sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, cho đến nay, Tesla vẫn chưa tiếp tục chấp nhận Bitcoin. Fed tăng lãi suất vào tháng 3, thị trường tiền điện tử tiếp tục đỏ lửa. Vào ngày 26 tháng 1, thay mặt Fed, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu một loạt các đợt tăng lãi suất vào tháng 3. Sau thông báo mới nhất này, thị trường tài sản tiền điện tử đã tiếp tục xu hướng giảm, trong phiên giao dịch sáng nay ngày 27 tháng 1 do bán tháo tăng vọt. Tổng vốn hóa thị trường đã tăng thêm 3,3% trong ngày 27 tháng 1, xuống còn 1,7 nghìn tỷ USD và tiếp tục giảm 116 tỷ USD trong 12 giờ qua. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại đang ở mức thấp nhất trong 6 tháng sau khi trở lại mức được thấy lần cuối vào đầu tháng 8. Kể từ đầu năm 2022, thị trường tiền điện tử đã giảm 26%, khoảng 600 tỷ USD. Tăng lãi suất là một trong những công cụ mà Ngân hàng Trung ương áp dụng để chống lại tình trạng lạm phát đang diễn ra.
Đây được xem là một phần nỗ lực rộng lớn nhằm đảo ngược các chính sách do đại dịch Covid gây ra, với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ qua là 7%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed ở Mỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng. Hoa Kỳ gọi tiền điện tử và NFT là lừa đảo. Sở thuế vụ Hoa Kỳ IRS coi tiền điện tử và các NFT là những nơi màu mỡ để lừa đảo, bao gồm trốn thuế, thao túng thị trường và rửa tiền. Dù là người nổi tiếng hay không, mọi người luôn dễ mắc bẫy. Văn phòng Los Angeles thuộc bộ phận điều tra tội phạm của Sở thuế vụ Hoa Kỳ IRS đang thực hiện nhiệm vụ truy quét tội phạm thuế và các vấn đề tài chính liên quan. Ryan Connor, người phụ trách đặc biệt cho biết, chúng tôi nhìn thấy vô số sự lừa đảo và gian lận trong tiền điện tử và NFT. Connor nói rằng, khi mọi người trả hàng triệu USD cho tiền điện tử và các NFT mà không có bất kỳ giá trị vốn có nào, tội phạm có thể sử dụng những giao dịch mua này làm vỏ bọc và rửa tiền từ các doanh nghiệp tội phạm. IRS đang đầu tư vào việc đào tạo nhân lực phục vụ điều tra tội phạm nhằm biết cách giải quyết các vấn đề về tiền điện tử và NFT, bởi vì không gian này đại diện cho Solana NFT sẽ ra mắt trên OpenSea. Theo một tweet của blogger công nghệ Chen Manchun-Wong hôm qua 27 tháng 1, thị trường NFT lớn nhất OpenSea có lẽ sẽ sớm tích hợp Solana NFT vào nền tảng. Ngay sau đó, OpenSea cũng đã trả lời dòng tweet bằng một biểu tượng icon cặp mắt, dường như ngụ ý rằng chưa có gì để nói về vấn đề này. Nhưng cộng đồng tiền điện tử vẫn dự đoán khả năng việc tích hợp này xảy ra là rất lớn, vì OpenSea đã dẫn đầu thị trường về khối lượng Ethereum và Polygon NFT và sẽ là thành công lớn nếu dẫn đầu về khối lượng Solana NFT. OpenSea vẫn là vị vua trong thị trường NFT, với tổng volume giao dịch là 1.04 tỷ USD. Solana là nơi các bộ sưu tập NFT lớn nhất và phổ biến nhất, bao gồm Shadowy Super Coded DAO, Solana Monkey Business, Degenerate A Academy, Boyoku Dragon. Khi giao dịch cho các bộ sưu tập này hoạt động trên OpenSea, giá sàn của chúng sẽ tăng vọt. Solana NFTs là những NFT hướng đến sự đơn giản và dễ hiểu. Các bộ sưu tập hàng đầu có sự tương tự như các bộ sưu tập phổ biến nhất của OpenSea. Khi được ra mắt trên OpenSea, điều gì sẽ xảy ra khi tính khả dụng sẽ tăng lên theo cấp số nhân? Những công ty thực sự đang xây dựng lâu dài và có cộng đồng vững mạnh đằng sau sẽ chỉ được hưởng lợi từ sự tích hợp này giữa Solana NFT và OpenSea. Elon Musk và McDonald's khiến một token không rõ nguồn gốc tăng vọt 6.000%. Như đã đưa tin, CEO của Tesla và SpaceX, Elon Musk đã đăng một tweet vào ngày 25 tháng 1 chia sẻ rằng sẽ ăn một bữa ăn hạnh phúc ngay trên TV nếu McDonald's chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin. McDonald đã đáp lại đề xuất của Musk, nói rằng sẽ chấp nhận Doge nếu Tesla bắt đầu chấp nhận Greenback Coin như một hình thức thanh toán. Phản hồi của McDonald chỉ là nói đùa, khi hãng đã sử dụng một ký tự cổ điển để ngụ ý rằng công ty sẽ tung ra một loại tiền điện tử meme. Tuy nhiên, token không rõ nguồn gốc nhưng vô tình cùng tên là Greenback Coin đã nhanh chóng được tạo ra trên Binance Smart Chain, với giá tăng vọt 6.000% chỉ trong vài giờ sau khi tương tác giữa Musk và chuỗi thức ăn nhanh trên Twitter. Thực chất, tài sản Greenback Coin không liên quan đến McDonald's, người tạo ra nó là ẩn danh và đã bị cáo buộc là lừa đảo. Ngoài ra, mỗi giao dịch với token đã bị đánh thuế 10%, một giá trị cao ngất ngưỡng gây mất lòng tin trên thị trường. Cổ phiếu Apple tăng vọt sau khi Tim Cook tiết lộ đầu tư vào Metaverse. Trong một cuộc họp báo thu nhập quý 1 năm 2022 của công ty, CEO Tim Cook cho biết, ông nhận thấy những tiềm năng đáng kể trong không gian Metaverse và quyết định đầu tư vào các phát triển AR trên các thiết bị, nổi bật nhất là tai nghe. Ngay sau đó, giá cổ phiếu của Apple App đã tăng vọt chỉ trong vài giờ giao dịch. App đã tăng 8% lên 167,23 USD. Cụ thể, khi Cook được hỏi về các cơ hội của Apple trong Metaverse vào ngày 27 tháng 1, Cook chia sẻ rằng, chúng tôi luôn khám phá các công nghệ mới đang nổi lên và nhắc đến chúng khá nhiều bởi những điều thú vị mà không gian này mang lại. Chúng tôi đang tìm hiểu và đầu tư một cách phù hợp. Theo báo cáo từ Apple Insider trong cuộc họp cùng ngày, Cook đã chỉ ra rằng Apple App Flip đã có hàng loạt 14.000 ứng dụng trên Apple Store được thiết kế bằng cách sử dụng nền tảng nhà phát triển AR Kit. Nền tảng này có thể giúp người dùng truy cập vào Metaverse. Apple đã đặt cược vào công nghệ AR để tiến vào Metaverse, đã được lên kế hoạch phát hành vào năm 2022, nhưng có thể bị trì hoãn do những thách thức về phần cứng và phần mềm. Bất chấp tham vọng Metaverse của Apple, nhiều người cho rằng chiếc tai nghe AR đang trong quá trình phát triển sẽ chỉ tập trung vào chơi game, giao tiếp và tiêu thụ nội dung. Cho đến nay, công ty lớn nhất trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường đang tụt hậu so với các lãnh đạo công nghệ khác như Meta và Microsoft. Cả hai đều đang tiến lên với các kế hoạch công khai để phát triển trong Metaverse. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!